Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoàng Việt TV1. Thì nhân dịp năm mới, chuẩn bị sang năm mới, đầu xuân Nhâm Dần 2022, thì chúc tất cả các bạn cùng toàn thể gia đình một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp, vạn sự như ý. Thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì tôi cũng làm một cái mini game gọi là mừng xuân. Thế này thì các bạn comment dưới video này cú pháp là chúc mừng năm mới và số có hai chữ số. Còn kết quả thì sẽ là kết quả của kết quả số sổ số Bình Định mở vào sáng chiều mùng 3 Tết, tức mùng 3 tháng 2 dương lịch thì nó cũng vào mùng 3 Tết. Thì kết quả là giải 8 và kết thúc comment thì là vào lúc 16 giờ đi, tức 4 giờ chiều. Thì bạn nào trúng sớm nhất, trúng cái kết quả comment hai số mà trúng kết quả sớm nhất thì sẽ là người trúng giải. Và mỗi người chỉ comment một con số. Thế thôi, mỗi người comment một con số và có thể sửa chữa, thay đổi số, sửa chữa cái comment của mình, nhưng mà sửa trước 16 giờ, tức là 4 giờ chiều ngày mùng 3 tháng 2. Đấy, thì xin mời các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay là 29 Tết, là mai 30 rồi. À, mai là mùng 1 rồi, hôm nay tức là ngày cuối năm. Thì tôi cũng làm một cái mini game cho nó vui, đầu xuân. Bạn nào quan tâm thì theo dõi. Đấy, thì đây là cây nữ hoàng mau tai của tôi định cắt ấy để làm kỳ, nhưng mà tôi thấy mấy cái mắt này nó sưng to lắm này, thì không biết là nó ra hoa hay là ra kỳ. Thì do nó không thắt ngọn nên tôi cắt ở đây. Thì bây giờ làm mini game thì tôi chỉ cắt lên đây này, hai mắt còn hai lá thì còn trên cái đầu này. Để cắt lên đây, cắt lên đây được hai lá vào cái đầu, tức là thành ba mắt, mắt đây, mắt đây, mắt đây. Cái bên này nó hơi nứt rồi. Thì cái này bạn nào trúng thì sau đó gồm một cái này là cây nữ hoàng Moray này, thì hoa rất đẹp, thì tôi cũng chèn hoa các bạn xem. Còn đây là cây bệt thảo nguyên. Bệt thảo nguyên này là tôi sưu tầm kỳ thôi, như đây tôi cũng chỉ cắt bệt thảo nguyên thì đây, cắt đến đây thì các bạn cũng hai mắt, tức là bốn lá trên đầu này. Đấy, bởi vì Phú Thọ thì tôi cũng để một số cái thì tôi chơi thôi, hôm qua bốc số cây Phú Thọ. Còn những cây xanh sạch này tôi phải để nguyên cho nó lên. Một số cây ấy. Đấy thì hai cái là có mặt hoa sẵn rồi, một cái là nữ hoàng Moray thì cắt đến đây, tức được có hai lá này, và trên cái ngọn đây là do ấy tôi cắt để cho nó tổ thân à. Tôi đang định là cũng cắt ra để làm kỳ, làm kỳ chia sẻ cho anh em. Đấy, hai mắt này và đây cũng hai mắt này, một hai này, còn cái đầu này mình không tính này. Cây này là bệt thảo nguyên này, cây bệt hoàng Việt của tôi nó đang lên kỳ, nó đang nhỏ quá nên tôi không muốn cắt này. Đấy thì giải thưởng thế. Còn thể này thì các bạn này, kết quả giải 8, tức là kết quả hai số giải 8 của đài Bình Định, bởi vì mùng 3 Tết là đài quay ở miền Trung Tây Nguyên này là đài Bình Định. Thì giờ chốt, tức là các bạn comment xuống là có chữ chúc mừng năm mới và hai chữ số. Nếu bạn nào trúng, bạn nào đúng với kết quả giải 8 của sổ số Bình Định ngày mùng 3 Tết ấy, thì sẽ được trúng giải, bạn nào sớm nhất. Đấy thì mở ra một cái, nhưng mà các bạn comment phải đúng cú pháp là chúc mừng năm mới và hai số có hai chữ số. Chúc mừng năm mới cách ra và số có hai chữ số. Thì cứ trúng vào cái đúng vào cái số giải 8 của, tức giải hai số, giải 8 của đài Bình Định, thì đài Bình Định quay vào mùng 3 Tết, tức mùng 3 tháng 2 hoặc là mùng 3 Tết. Đấy thì giờ chốt, tức là phải trước 16 giờ. Đấy các bạn, bạn nào quan tâm thì comment đến giải. Bạn nào trúng sớm nhất, bạn nào comment đúng sớm nhất thì là trúng giải. Thế thôi, tôi cũng chỉ làm cho nó vui thôi. Mình một ít thế này. Đây là cây nữ hoàng Moray thì tôi chèn hoa vào ban đầu. Còn đây là cây bệt thảo nguyên. Bệt thảo nguyên tôi sưu tầm từ năm ngoái hay kỳ năm nay đây nữa này. Như bệt thảo nguyên thì tôi cũng định cắt làm kỳ. Đấy thì đoạn đầu đây và cái nữ hoàng Moray đoạn đầu đây. Đấy thì nhân dịp năm mới thì cũng chúc tất cả các bạn thì một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp. Tức làm sao cho một năm mới những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi nhà.
video này tôi làm đây chị kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.